Xin chào các bạn đến với kênh Nhân TV. Mình hôm nay là ngày 11 tháng giêng năm Nhâm Dần. Mình ra vườn nhà mình cùng với một vị khách đã xuống nhà mình mấy lần nhưng mà nay thì xuất hiện ở ngoài vườn bưởi. Xin chào tất cả bà con. Và bác giới thiệu tên tuổi của mình cho bà con ạ. Báo cáo toàn thể bà con, tôi là Nguyễn Đình Thường. Như vậy là tôi ở xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Bác nay ra vườn đấy, bác xem vườn nhà em đấy thì nó cũng là bưởi già rồi. Thì vừa rồi bác cũng xem kênh của em lâu lâu rồi đúng không nhỉ? Và tôi cũng xem kênh của anh thường xuyên đấy. Và rất là bổ ích. Em hỏi bác là vừa rồi năm nay bác đã áp dụng được cái phương pháp chăm sóc bưởi diễn như thế nào cho cái vườn bưởi của bác chị ạ? Cũng sau khi mà tìm hiểu cái kênh của anh Đức Nhân TV đấy thì tôi thấy cảm thấy rất là có hiệu quả. Thì hiện nay thì tôi đã phun 2 lần. Trong Tết và ngoài Tết, tức là khoảng độ 27 Tết và như vậy là tôi phun 1 lần. Và mùng 4 Tết tôi lại phun tiếp nữa. Tức là tôi phun hai loại thuốc. Loại gì bác? Một loại thuốc để diệt coi là nhện đỏ, đấy, sâu vẽ bùa, rồi các loại cây cánh cứng, loại bọ cánh cứng. Bọ cánh cứng. Cái thứ hai tôi kết hợp với lại rirobin để chống nấm. Đồng thời tôi sẽ coi như là phối hợp thêm một số như là dòng biển, đấy, rồi là vi lượng để đảm bảo cho cây đó sạch sạch bệnh trước khi ra hoa. Trước khi ra hoa nở. Với ra hoa nở và để đảm bảo khi mà ra hoa nở thì nó không bị nấm và không bị sâu bệnh. Hiện tại bây giờ hoa của bác có đẹp không? Hoa của tôi giờ thì rất là đẹp. Nụ to. Nụ to, đẹp, đều. Đều đẹp. Tức là phun các cái thuốc ấy là không ảnh hưởng gì đúng hoa nữa. Không ảnh hưởng gì cả. Rất là tốt. Thế là bác đã thực hiện năm nay bắt đầu áp dụng, năm ngoái là bác chưa áp dụng mấy đúng không? Năm ngoái tôi chưa áp dụng nhưng năm nay tôi bắt đầu áp dụng. Sau khi tìm hiểu kênh của anh tôi thấy rằng là trong cái loại thuốc ấy, đặc biệt là thuốc Việt Nam, họ một số thuốc họ cũng có cái hướng dẫn là có cho phép được phun vào cái thời kỳ ra hoa và hoa nở nhưng với điều kiện là cái thuốc nó phải là mát, gọi là dòng sinh học, sinh học kết hợp với sinh học nữa. Và rirobin là rirobin 68 đó. Hiện tại là hoa của bác đang nụ rất đẹp đúng không? Vâng, nụ rất đẹp. Hôm nào em sẽ lên thăm vườn nhà bác để cho bà con xem. Thì bây giờ bác ra vườn nhà em này, giờ bác có thể đặt những câu hỏi gì cho em để xong em trả lời thì cũng là câu hỏi cho bà con ấy. Bác có thể hỏi gì không? Tôi thì vẫn cứ lăn tăn thế này. Nhiều năm nay thì vườn của tôi nó không mất mùa. Nhưng mà nó có năm thì đạt cái hiệu quả đậu rất là cao. Năm vừa rồi thì mặc dù bà con mất mùa nhưng tôi không mất mùa. Lý do tôi cũng phun một số thuốc để đảm bảo về sâu bệnh. Như là vi nữa, đa vi trung vi lượng. Cho nên nó cũng đảm bảo được. Nhưng mà cái khó nhất bây giờ đối với bà con cũng như bản thân tôi ấy, là rất lo lắng. Với cái thời tiết nó ẩm, mưa như thế này, nó sẽ phát triển rất nhiều cái loại nấm bệnh và sâu bệnh. Thế thì bây giờ để mà có cái kết quả mà đạt được đấy, trong quá trình một năm chăm sóc, muốn được thành công được không là trong thời kỳ này là quan trọng nhất. Đấy. Thì làm thế nào để anh giúp chúng tôi là khi mà cây nó ra hoa mà nó đậu đục quả. Đấy. Độ quả được nhiều càng nhiều càng tốt. Còn sau này chúng ta sẽ tỉa sau. Đấy, nhưng muốn thành công được thì phải đậu được quả. Để chúng tôi lo nhất cái việc đó. Nhiều nhà vườn là hoa rất nhiều, hoa đẹp nhưng mà không đậu được quả. Hoa đẹp, cây xanh tốt. Mà không đậu được quả. Lý do là nó có nhiều cái, thứ nhất là nó do bị nấm. Đấy. Cái thứ hai là nó bị thời tiết. Cái thứ ba là sâu bệnh. Ví dụ như là sương mai. Mưa sương nhiều thì nó cũng rụng. Đúng không ạ? Đúng rồi. Đấy, thì cái đó là cái cũng rất là mong anh chia sẻ với bà con. Với bản thân tôi như vậy. Trong đó tôi vẫn đang tăn như vậy. Thì em cũng chia sẻ với bác với bà con là trong giai đoạn này thì là cái hoa nó ra là một số vườn nó không giống, không vườn nào giống vườn nào. Đúng không ạ? Đúng. Thứ nhất là có những người thì bây giờ là hoa đang nở. Mà hoa đang nở giai đoạn này đang mưa ẩm thấp này là thời tiết rất là xấu. Thì những vườn đấy là để mà đậu được quả thì phải chịu khó hơn các cái vườn mà nó ra thời tiết thuận. Tức là nếu mình không đầu tư công sức vào cái trí tuệ và vốn liếng của nó thì chắc chắn là sẽ thất bại, bởi vì là thời tiết xấu. Thứ nhất là nó mưa thì phát triển nấm được một phần rồi. Thế ai biết thì phải phun nấm. Nhưng mà mưa thì nước nó sẽ lên nhiều thì cái tầng rời nó cũng sẽ kém. Nó sẽ đẩy hoa, bác nghe, kể cả hoa to bị rụng vì cái tầng rời nó kém hơn là cái thời tiết đẹp. Đó chính là chúng ta phải tăng cường một số cái chất để cho nó bổ sung cái vi lượng đúng này. Bởi vì đa lượng thì hầu như là ai cũng có, bác biết rồi đấy. Nhưng mà cái vi lượng là cây thiếu là tự cắt. Trung vi lượng. Đúng rồi, trung vi lượng. Thì trong trung vi lượng thì các bác biết là một số bác đã biết được cái trung lượng là có những cái gì, bác biết chưa nhỉ? Canxi với niu huỳnh, silic đúng không? Magie, silic. Đấy là cái trung lượng, còn vi lượng này bo, kẽm, magie, mangan đúng không? Thì chúng ta đồng thì chúng ta phải đủ các chất đấy thì lúc này hoa rất nhạy cảm. Chúng ta phải bổ sung ạ. Nếu mà cây mà
mà thấy tức lá xanh tươi thì chưa chắc đã đủ được. Có khi bị thời tiết là vẫn đẩy nước đẩy nên là nó cắt quả thì chúng ta phải bổ sung cho ăn trực tiếp, là vẫn phải phun dinh dưỡng. Nhưng mà nếu mà một số cái vườn mà nụ nó mới đang nhỏ ấy, mà thời tiết xấu này ấy, thì không có vấn đề gì để bàn nhiều đâu. Tức là chúng ta vẫn bón bình thường không sao, chăm không được nhưng không sao. Nhưng mà cái hoa mà đang trắng chẳng hạn, như bây giờ này, cái tầm hoa này bác này, bây giờ em chia sẻ bác với bà con như cái chùm hoa này, như chùm hoa này này. Nếu như vườn nhà ai mà đều trắng thế này, nếu bác nhà nó to này, mà nó đều sắp sửa lở, mà thời tiết xấu này thì chúng ta lại không cần ép hoa. Đúng rồi. Tức là không cần thúc hoa cho hoa lở. Vì thời tiết xấu mà chúng ta lở vào cho do là lở lúc này thì sẽ bị gặp thời tiết xấu thì sẽ tỷ lệ đậu quả kém hơn. Nên tránh này. Thì ta cứ om, ta cứ dòng, cứ để cho bình thường thôi, không phải dùng kích thích nhiều. Còn những cái loại mà nụ như này và thời tiết xấu này thì lại rất thuận lợi cho phát triển, bởi vì là nếu như các nụ này thời tiết này thì là nó sẽ lớn đều. Còn lớn đều nhé bác nhé. Còn nếu mà trường hợp như đây, bác sẽ quay là cái nụ này thì nó không sợ, vì nó đang trong quá trình này thì nó chưa nở mà. Thì này mình vẫn bón chăm cho nó đủ, cho đủ chất để nó phát triển, nó đến lúc thời gian mà nó thời tiết nó thuận lợi thì mình bắt đầu nó nở ra là cực đẹp. Đấy, mà như năm ngoái bác biết năm 2020 bước sang năm 2021 thì nắng giáp Tết năm 20 ấy, là 21 ấy, thì trong năm 20 thì là thời tiết năm ấy là nó lại lạnh thì nó om hoa không lớn được. Ra riêng thì lại gặp nắng nhiều, thì những cái vườn nào mà hoa bé quá bác nhá, hoa bé quá thì gặp thời tiết nắng kéo dài năm ngoái đấy thì hoa bị nở ép thì nhiều người cũng thất bại. Cho nên là thời tiết nắng cũng chưa chắc đã là thành công đâu, cho nên chúng ta phải nắm được từng giai đoạn. Còn như năm nay thì bác biết là năm nay thì trong năm thì lại là mưa ít, nhưng mà cũng có được có mưa giáp Tết rồi. Và bây giờ ra riêng này là 11 là bác sẽ vẫn kéo mưa kéo dài. Mưa nhiều. Vâng, mưa nhiều thì cái độ ẩm nó phát triển cao thì nấm nó sẽ phát triển ạ. Đúng rồi. Như năm nay ấy, nếu mà những cái vườn bưởi như thế này bác nhá. Như vườn bưởi này như thế này, các cái quả mà hoa bắt đầu đang như nhú này bác vạch cho bà con xem, em quay cho bà con xem. Đây. Thì nhú đang như này. Mà chúng ta mà như năm nắng ấy, năm ngoái thì không đánh nấm cũng không sao. Vâng. Nhưng nếu năm nay mà bỏ qua đánh nấm lúc có lụ này là sẽ thất bại. Năm nay phải đánh nấm. Lúc này tôi đã đánh nấm rồi. Vâng, phải đánh nấm, bởi vì là năm nay nó khác, vì năm nay nó mưa nhiều. Mưa nhiều mà nó có nấm phát triển, mà lúc mà nó nở ra là nó đã có quá nhiều nấm rồi, mà cái vi khuẩn rồi. Thì bây giờ mà mình không đánh mà hoa nở cái là nó bám vào cái nhụy cái là hỏng luôn. Cho nên bây giờ là chúng ta phải tạnh mưa phát là cái loại này vẫn phải tăng cường, năm nay phải tăng cường cho nấm một lần, tức là ít nhất phải đánh một lần để cho nó sạch. Đấy, cái là cái thứ hai là cho ăn dinh dưỡng đủ. Bởi vì những cây này á mà mình không chăm tốt ấy, chẳng mai thời tiết nó thay đổi phát nó chuyển sang nắng nhanh thì những cái hoa chưa kịp lớn nó cũng nở thì cũng chết. Cho nên ta vẫn phải chăm những cái cây mà hoa nhỏ này để cho nó to dần lên. Phải bón cho đủ và phun cho đủ bác nhá. Lúc này trong vườn ấy là một số bác hỏi em ấy là cũng trả lời bác bà con ấy, lúc này trong vườn mà nhiều nhà mà ngâm được đỗ tương này, ngâm được cá lúc này mà cái những cái hoa này ta nên cũng phải tranh thủ tưới luôn. Đấy bác nhá. Tranh tưới luôn. Nhưng mà những cái lúc những cái bông hoa mà nó như cái chùm nãy mà bác đây, cái chùm này này mà nó sắp nở này này, thì chúng ta có thể nếu bón gì, hoặc là những cái bông đang nở kia chúng ta bón gì nó bông nở rồi thì ta có thể tăng cường canibo được để cho nó có đủ chất, và nó hai nữa là các cái cuống gỗ nó phát triển dần đi để khi nó ra hoa thì cái tầng rời nó bị hạn chế nước thì nó hiệu quả cao hơn. Thường là họ đóng chai để phun thì có được không? Có được ạ, anh phun được, nếu có loại trong ghi phun là phun được. Còn bác không có bác bón thêm, em từ tháng năm ngoái em đã bón được cái loại đấy để cho nó cái gỗ, cái cuống gỗ này bác này nó sẽ phát triển gỗ luôn thì nó sẽ nó không bị rụng đấy. Cho nên là mình phải dài cuống. Vâng, tức là mình phải phân tích tùy vườn nhé bác nhé, để càng phân tích kỹ thì mình càng thành công. Thí dụ như cái hoa sắp nở đây bác nhá, những cái chùm ta đã sắp nở đây này mà to này này, lúc này mà thời tiết xấu ta không cần ép vội, không cần thúc gì cả, để cho nó qua cái mưa đi. Lúc này là thời tiết là nó lạnh. Nắng lạnh là xấu. Một cái thứ hai là nó mưa nhiều. Đúng rồi. Cho nên nếu như vườn nào mà tôi theo quan điểm của tôi sắp nở đang sắp nở thì ta hạn chế kích thích đẹp nhất, đúng không? Đúng rồi. Đấy, để nó tránh được cái mưa. Đúng rồi. Sương, còn đang nở là phải phun đấy, tạnh mưa phải phun luôn nấm mà nó đang nở thì như của tôi bây giờ nếu đang nở là tôi phải tránh thủ tôi phun. Phun ngay. Khi nắng cái tôi phun ngay. Phải phun ngay, tạnh cái là phải phun ngay. Đấy, những cái vườn nào phải đấy có nấm kéo dài, mưa kéo dài quá, từ trong Tết có mưa rồi. Có nấm mà nó thối hết đúng rồi. Hoa thì coi rụng hết. Đúng rồi, cho nên không có vườn nào giống vườn nào, nếu những cái vườn này, những cái hoa loại này là mình phải cứ phải chăm sóc luôn. Vâng. Những cây mà nó đang nứt mà nó nhú lộc vào nó hoa nhỏ này phải bón để cho nó hoa to. Bởi vì lúc nó không đỡ không sợ, đúng không? Khi chẳng may giờ nó 5 ngày nữa hoặc 3 ngày nữa nó tạnh mà nó nắng nhanh, nắng nó kéo dài nữa, nó không có mưa như này. Thời tiết nó nắng mà nó nóng thì hoa nó chưa kịp lớn, nó lở cũng hỏng cơ. Đúng rồi. Thế nó bị vụ nhân nó không có. Đúng không? Cho nên là thời tiết nắng đừng nghĩ là đã thành công. Thành công chỉ có những biết ai mà chăm học vườn hoa nó đã to rồi. Bác đây vì dọc đường đấy thấy có một số cái hoa bị hỏng không? Nó bị nứt, nó đâm ra rồi đấy. Mà là thời tiết rét này mà như mà nó thiếu chất. Cho nên chúng ta phải cung cấp đủ chất cho cây bưởi lúc này để cho nó phát triển, những cây mà còn lụ. Còn những cây mà nó đang sắp nở này và thời tiết xấu ta cũng không cần phải thích thúc mạnh nữa. Hoa to này ta cứ để cho nó om, cho nó một hai hôm nó hết cái mưa trong nó nở ra thì nó không nắng nó đẹp hơn. Đó, nhưng mà bị hoa to thì nở thì vô tư. Nhưng mà cái hoa nhỏ này mà không chăm mà đến lúc mà nó gặp nắng kéo dài là có khi mất mùa cơ. Cái cơ bản nhất thì theo tôi ấy,
là trong cái thời tiết mà nó cứ mưa dầm kéo dài này là phải đánh được. Thì cứ tầm có khoảng độ 5 đến 7 ngày là phải đánh nấm. Nếu nó hỏng cái là mình phải đánh nấm. Đúng rồi, chụp nấm ngay. Thế còn sâu bệnh thì thật sự mình nhiệt hết có, rồi. Rét không có bánh rồi, mà bánh xong rồi. Cho nên là như bây giờ thì nó rét này thì nhện thì nó chưa nhiều. Không có. Phải không ạ? Không mà có, chủ không yếu là nấm. Đấy. Cái thứ hai nữa là cái thán thư và su mai. Đúng rồi. Đấy. Thì đánh được cái đó. Đấy. Thì thành công. Thành công đúng rồi. Không có quá chuẩn bác. Không có dụng hết. Đúng rồi, quá chuẩn luôn. Bây giờ bác đã phun 2 lần nó đẹp. Đúng rồi, nó đẹp hẳn hoàn toàn đúng không? Nụ phát triển. Nụ đẹp rồi. Mà cứ mưa kéo dài mà độ ẩm cao này mà chúng ta không phun được nấm là hỏng. Kể cả là hoa chưa nở cũng phải phun cơ. Như năm ngoái thì em theo em thì là các công ty người ta nói là 30% riêng ra 30% nó lửa qua đánh một tuần kép. Nhưng năm nay nó khác với thời tiết năm ngoái. Bác ạ. Còn như tôi báo cáo với chú là như cái này này. Vâng. Bắt đầu như thế này rồi bắt đầu tôi đánh ấy. Đấy, đánh thuốc, đánh nấm vào. Đánh nấm và đánh sâu bệnh này. Vâng. Kết hợp cả hai cái. Đúng rồi, đánh vào. Đấy. Thì lúc nó lửa ra nó sạch. Thì nó lửa cái là mình không phải phun nữa. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi, mà chỉ cần biết có phun thì phun thì nó lửa ra thì hạn chế. Đúng rồi. Nếu mà mình cảm nhìn thấy mà có vẽ bùa với có bọ trĩ thì ta đánh luôn. Đúng rồi, để cho sạch. Nếu không có rồi mà đua không có gì thôi, không phải phun đỡ tốn tiền. Đúng rồi, nhưng mà lúc này là hay nhất. Đúng rồi, là ta quan trọng nhất, là quan trọng cực phòng kỳ trước. Đúng rồi, phòng luôn. Nếu phòng. Như nó có lũ này mà có bệnh là phải đánh ngay, đánh ngay, đánh ngay để cho nó sạch, đến lúc lửa ra ta không động cái thuốc. Nhờ thì càng đến tốt. Khi mà nó nở ra cái mà nó có bọ trĩ với này nấm thì hỏng hết. Đúng rồi, nếu có lúc ấy nó bắt buộc phải phun rồi. Nếu có mới phải phun. Nếu mà trường mà không đánh được phải đánh, chứ đừng có kiêng mà nhưng phải dùng trong dòng nào. Tôi báo cáo chú mùng 4 tôi phải ra vườn rồi đấy. Em mùng 4 ra vườn. Kiểm tra rồi đấy. Là em cũng phun được một lần nấm mà phun được 2 lần rồi. Vâng. Tôi phun 2 lần rồi. Đấy mà hoa đẹp rồi đúng không? Hoa đẹp rồi. Đánh Zirubin 68. Zirubin 68. Đấy. VF GG. Đúng rồi. Với lại là rong biển. Rong biển. Vi Đức. Vi nượng. Đấy đấy. Của Đức. Và các thuốc nhện đỏ bác cũng đánh được một lần đầu tiên rồi. Đánh 2 lần rồi. 2 lần rồi, thế là sạch sẽ rồi. Tôi đánh kép, tôi đánh cả như vậy là cùng với nấm với này cúc kép nhện đỏ luôn. Trộn luôn của anh. Thế thì quá sạch, thế thì quá sạch rồi. Hoa đang phát triển tốt đúng không? Phát triển tốt. Đã chưa bác đi thăm mấy. Thế là chia sẻ với bà con là tách vườn lúc này là tách cái phân tích lúc này là nó khác với khác nhau đấy. Bây giờ thời tiết đang xấu đây mà những cái hoa sắp nở rồi chúng ta lại cứ thúc mạnh là nó nở vào sự thời tiết xấu. Cho nó lạnh thì chúng ta để cho nó qua mấy hôm ấm thì có tốt hơn. Còn nếu chẳng may đang nở, phải nở rồi thì phải phun. Không phun không được. Bây giờ bác ra xem cái vườn em mà hôm em quay hôm mùng 4 Tết đấy, mùng 5 Tết đây là cái cây mà nó cái bị tơ này. Thì bác xem là cái nó còn đậu quả hay không thì em ra cho bà con xem luôn đây, có bác chứng kiến luôn đây này. Đây. Cây bưởi tơ đây nhá, hôm em quay hôm Tết đấy, bác nhá. Thì, vâng, bác xem luôn đây có bác thường đây nhá. Đây. Của em vẫn xanh, còn tồn tại đúng không? Xanh nét nhá. Xanh nét đây nhá. Đấy hôm em quay vườn hôm trước đây bác. Đấy. Các bạn xem nhá. Đấy bác lắc nhá, xanh nét quả chưa, lớn không? Đấy đang mưa mà vẫn ok chưa bác? Đây bác ra chăm chùm này. Đây. Đây hôm quay cách đây đúng một tuần rồi đúng không bác? Và một tuần quay lại thời tiết mưa xấu. Cho nên em thấy hiệu quả của thuốc không? Đậu nhiều quá. Đậu không? Đấy cho nên là bác biết là nó sai vẫn như thế. Những quả xanh kia. Vâng, xanh chứ nó xanh có phải này. Là nó vàng đâu, nếu vàng nào là vứt luôn. Vàng vàng là dụng. Đúng không bác? Đấy bác thấy rồi, bác ra tận vườn bác kiểm tra nhá. Đây là hôm nay là 11 âm mà hôm em quay là mùng 5 Tết, đúng không bác? Đấy. Mùng 4 em ra vườn em làm video thì em kệ mùng 5 em đầu em phun, mùng 4 em quay cái này rồi. Vâng. Đấy mà nay hôm nay là đánh đúng một tuần đấy. Mà quả em thời tiết mưa xấu mà nó vẫn còn tồn tại trên cây như này. Rồi. Thấy không? Quả xanh như này. Vứt xanh nhá, đây nó chỉ dụng vài cái dưới là nó phải đẩy sinh lý rồi. Đấy bác thấy không? Quả này bác thấy không? Chắc chắn là đấy, nó phải dụng sinh lý rồi mà mình phải gỡ được khác đi đấy. Yeah. Đấy bác thấy không? Mà em gỡ bỏ từng cái cánh một cho thế này. Yeah. Nó phải sạch lên, nó xanh lên thì mới phát triển đấy. Đấy bác thấy chùm đẹp không? Ừ. Đấy, bà con xem nhá, đấy là một tuần nhá. Hôm nay là 11 và hôm nay quay mùng 4 mùng 5 đấy, nó rơi vào tuần rồi. Đấy quả này. Nó chùm xanh này, bác thấy không? Đấy, mà nó đậu hết rồi. Đây ra chùm đậu hết rồi rồi. Đấy. Cho nên là tất cả nó phải dụng sinh lý đây, bác ra xem chùm này. Này. Thích chưa? Đấy. Xanh như thế này mà quả phát triển thế này cơ mà đấy, thích không? Thích không? Đấy em phải ra gõ tỉa bớt và vặt bớt cho nó bác đây, cái đây phải vặt bớt đi, vặt chứ đấy, nhưng mà cứ để cho nó dụng sinh tại sinh lý quá, hay quá. Bác thấy sai không đấy, bác nãy em quay vặt cho bác nhìn thì các bạn còn xem nhá. Thích không, một tuần sau vẫn thế này thì bác bảo đây do thuốc chuẩn chứ, thuốc chuẩn mà em đánh cho bà con xem thôi còn đấy. Đấy bác nhìn quả chuẩn chưa, quả đây chuẩn chưa đấy, cứ nhìn ra mà thấy quả xanh nét luôn này, quả xanh nét là thành công. Nếu nó cứ vàng vàng nào, vứt vàng vàng nào, vàng nào bỏ nó bị nấm rồi. À, dính đạn rồi. Đấy bác thấy không? Đấy bác quay đây, em quay gần cho bà con xem nhá. Đây, bà con xem nhá. Đấy bác đừng. Chùm này nở trong ngày mưa nhá. Đấy còn chưa vặt vào cánh này. Mà quả xanh này. Xanh. Đấy bác ra thêm cả cái chùm bên này là kiểu cây này. Vâng. Đậu hết mà. Đây, bác nhìn xem em quay này, cái chùm này bác thấy thích không? Này. Bác vít cho bà con nhìn thấy không? Quả to đẳng cấp luôn đấy. Đấy là cây bưởi tơ nhá, mà quay cho bà con xem hai cây bưởi tơ nhá. Còn cái cây bưởi già đấy, bác ra xem em quay những cái chùm. Đây, dễ bác ra xem nhá. Dễ già nó lên nước ít hơn, nó sẽ đậu chắc hơn. Đây cái chùm mà hôm em quay cho bà con xem đây. Đây nó đây. Em chấm hôm cũng cái video đây, giờ quả nó vẫn còn đây.
Đây, quay trùng ra sớm rồi, em cũng chốt rồi, em quay đây. Đúng rồi. Đấy, quay xong rồi em ra quay chỗ Bắc Dương, Bắc ấy gọi điện cho em là ra cái cây bên kia. Đấy, bác thấy không? Ra đây bác ra cái cây này em ra đây. Cây này em đã nó gần như là bị kém quá mà đây. Cái này phải chấm luôn này bạn này. Đấy, phải mang cái chổi theo cùng bạn này. Rồi. Đấy, có bác thường đi cùng nhá, bác năm nay là bác đã phun được 2 lần rồi. Đấy, em cái ra là giờ ra thì tiết xấu thì phải chấm chứ bác, nếu mà cứ chơi nó làm sao có ong bướm. Cứ phải làm nó đi ra vườn nó phải cầm cái chổi đi. Đấy. Đây bác nhìn xem cây của em đây. Cái này cây già cây yếu gần như chết vậy, em năm nay em đã quả nó vẫn còn đây. Đấy, năm nay nó ra quả đây này, nó vẫn ok này. Ok. Cây năm nay bác có đến thăm vườn em rồi, ok các một số thăm vườn rồi đấy, quả vẫn bám trên cây. Mà cây này cực yếu ra trước rồi. Mà ra thì đất đang ra nó xấu chứ phải thời tiết đẹp đâu. Đấy, mà mình vẫn phun, nó vẫn chăm nó. Giờ em phun này bác, đây cái vỏ đây này. Vẫn đậu bình thường. Đây, vỏ đây. Long biển đây. Phân lo 95 đây. Đúng rồi. Rizomin thì cái vỏ nó rơi xuống ao kia. Đó. Lúc ấy đánh nẻ, lúc ấy nó chưa lở kia nhiều là mình phải đánh nẻ trước bác. Đấy. Nên là mình không phun là nó hỏng hết bác ạ. Đấy, mình phải phun. Còn ra rồi đã cái bông này nó ra đang thấy tiết xấu này. Đẹp. Phải đánh chấm thuốc vào, phải đánh vào. Đấy, phải tranh thủ chứ bác. Đấy. Hoa này giờ nở phát chấm ngoài không để mà trong các cái bông hoa nhá, bác để ý với bà con để ý nhá. Cái bông ở giữa này là cái bông chất lượng nhất. Đúng không? Cái bông giữa là bông to nhất thì mình phải chấm nó chứ giờ nó rút mất cái đây thì các bông kia sẽ kém hơn. Cho nên ta phải đánh chấm được cái bông đầu tiên. Đây bác đây cả một chùm này. Thì cái quả ở giữa này bác này nó to hơn cả hẳn này. Đấy, nó chất lượng hơn, thế tạm phải chấm ngay đây cái bông này em đấy. Đấy hôm qua ra chưa nở nhưng nay nó nở rồi thì mình phải chấm nó thôi chứ giờ mình cứ chờ ngồi nhà thì làm sao? Ok được. Mỗi hôm ra khác nhau bác ạ. Đấy đi cứ cầm cái que này ra này. Em này bác xuống thăm đấy nó cây của em thì giờ nó bắt đầu đang mới phát triển nụ lên, có mất vào 2 cây thôi. Là đẹp đấy. Đẹp. Thời tiết này ra cái thời kỳ rét. Nói chung là tránh được cái rét là đỡ thôi, nhưng mà thực ra mình làm quen thôi thì nó nhàn lắm. Ngoài bác làm cầm làm không phải mình tự ấy là mình tự tin rồi, nó sự thật nó kinh nghiệm rồi. Thế em gặp những năm xấu em vẫn bình thường mà. Thế là mình phải quen rồi, tức là phải dùng đúng thuốc bác ạ. Đấy. Thế bác ra phải dùng thuốc kịp thời. Kịp thời đây, 2 cây này cũng ra hoa sớm đấy bác. Đấy, em cũng phải tranh thủ cứ cái nào ra là em chấm luôn. Đấy. Nhưng làm sao bác ạ, phải để giữ được cái lá già hạn chế rụng nhanh. Đúng rồi. Nếu rụng lá già rụng nhanh nào sẽ tìm được độ quả rất thấp vì cái lá non nó mất hơi nước, nó bốc hơi nhiều. Bác thấy chưa? Đây các bác nhìn này. Đấy, em chấm được nó khác quả, nó xanh ghét luôn này đấy. Đấy không? Đấy, nó xanh hẳn thế này, nó chấm được nó khác hoàn toàn luôn. Đấy, nhưng mà cây dừa nào cây già này phải chấm ngay, cứ cầm cái chổi em để 2 cái chổi đây. Cứ ra ngoài vườn nữa là mình phải xử lý ngay. Đấy, bác thấy không? Đúng rồi thì không thể rơi được. Không thể rơi được, mình mà cứ để mặc kệ nó thì nó chả có nhân, nó chả được là nó rụng. Đấy, bác ra xem cây này yếu nhất em phải dùng kem nhá, cây này này. Em dùng kem này em định đặt bỏ cây này năm nay. Vâng. Thế mà năm nay hoa lại đẹp không? Đấy, tức là mình chăm kích bộ rễ tốt này, rồi quả nó ra xanh này bác em. Đấy, xanh đấy. Em chấm phát cái đầu nó xùi ngay bác nhá. Ừ. Đấy, xanh này, đấy quả xanh. Mà cây này em đã dùng kem đây thì em đặt đây năm nay không lần em sẽ phải phang bỏ đây để em nuôi cây này lên. Không thì, được. Giờ nó lại phát hồi rồi. Đấy, bác thấy không? Năm nay lại có khi mấy chục quả là bình thường chứ. Mấy chục bình thường lại có tiền đấy cây này đấy. Chả phải nó kích dễ, em phải dùng em xử lý hữu cơ với kích dễ, cây này nó bị yếu quá vì nó mấy năm nó sai quả nó kiệt bác kìa. Đấy, cho nên là mình làm vườn là mình phải để ý liên tục không thể nào. Cho nên mình bây giờ phân tích trong vườn ấy nó có nhiều loại cây, tức là có những cái gia đình mà hoa đang nở thì phải tranh thủ quánh nấm được vì mưa kéo dài, mà kể cả những cái cây mà như bác của như em là đang có lụ rồi mà gặp mưa rồi sau tạnh mưa cũng phải đánh nấm chứ không phải đánh luôn. Phải đánh luôn, tạnh phải đánh ngay chứ không ngay. Không phải cứ chờ hoa nở mới đánh, chờ hoa nở thì cái nấm nó phát triển quá nhiều rồi. Đúng không bác? Tôi từ bây giờ cho đến khi mà bắt đầu đậu quả đấy. Đấy. Là tôi phải phun tầm 7 ngày phun một lần. Đấy, em cũng thế, cứ 7 ngày em đánh lần. Nếu mưa xấu quá mà hoa đang nở 5 ngày em đánh rồi. Vâng. Thì ăn chắc là cái chắc. Cứ Rizomin tôi phun. Đấy, 7 ngày phun lần. Cộng với này đa trung vi lượng, trung vi lượng. Vi lượng, các loại vi lượng. Một số cái loại trung vi lượng bò. Bò quan trọng nhất, bò canxi bò để cái tầng rời nó không bị tách. Vâng. Đúng rồi. Bổ sung thì trong các cái phân bón lá nó đều có mà. Mấy hai nữa em cũng chia sẻ với bác với bà con nữa là cây quái phân bón lá chẳng hạn. Một cân quái lá nếu như các bác dùng cho cây rau màu nó một bình thì cũng không vấn đề gì. Nhưng nếu mà mình phun một bình đấy cho cái bưởi, cái cây bưởi cây ăn quả thì không mùi bẫm. Vì nó là các bác biết là sao ạ? Vì nó là cái cây nó to và thân gỗ. Đúng rồi, nó phải đậm đặc hơn. Nó phải đậm đặc hơn cũng không sao cả. Mà bác bây giờ mình để nuôi cái hoa nhá thì khi phun vào nó phải nuôi, nó kéo ít nhiều tôi cũng phải nuôi cả cái thân. Cho nên là cây nó phải đủ lực toàn bộ, mình phải oánh thì bộ hai quái bình thường. Cho nên tại sao cái phân bón này em đánh mấy loại có vấn đề gì đâu? Đặc cái thế. Tôi một bình tôi bón tôi pha như vậy là một gói trong biển và một gói vi lượng compi đấy. Đúng không? Ừ. Là hai gói. Hai gói. Đấy, còn phân 95
hoa đào chi nam nữa. Ba loại đấy. Bác còn đánh thêm cả canxi đúng không? Vâng. Thành bốn loại. Canxi bo. Có sao đâu đúng không? Bác phun rồi đúng không? Bốn loại có sao đâu. Bởi vì lúc này nó rất nhạy cảm, nếu thiếu vi lượng cái là nó rụng cơ. Kể cả đa lượng mình món đủ rồi. Đa lượng thì ai cũng món đủ. Bởi vì trong đấy nó có NBK đạm nâng cani rồi đúng không? Nhưng mà thiếu vi lượng là cắt hết. Năm nay bà con mà không cẩn thận, không chăm vườn thì là dễ mất mùa đấy. Đúng rồi, vì mưa nhiều quá. Mưa nhiều. Nó không như năm ngoái còn nắng mà còn mới mất mùa. Nó thất thường. Nó vừa lạnh, nó lại vừa mưa. Lạnh thì cái chồi nó phát triển nó sẽ kém. Đúng rồi. Đúng hoa nếu còn nhỏ hoa. Thế là mình phải nó nhỏ hoa. Phải chăm cho nó lớn. Phải chăm làm sao cho hoa nó to. Đúng rồi. Và nó có cái nhụy nó to thì nó mới khi nó gặp ấm hay quả lúc thừa lửa phát đó nó có chất lượng. Chất lượng nó mới đỡ đậu quả. Đúng rồi. Đấy. Khi nó đậu quả rồi thì làm sao phải để nó giữ được. Không có lại cắt đốt. Không cắt đốt thì chết. Thiếu chất cái là cũng dụng. Cho nên kể cả vấn đề tưới, tôi tưới chất là chuyện nào là cẩn thận. Cẩn thận đúng rồi. Không tưới nhiều. Tưới đủ ẩm. 3 ngày 4 ngày tôi tưới một lần gọi là đủ ẩm thôi. Đấy. Chứ không tưới nhiều. Tưới nhiều nó súc là nó rụng hết lá, nó sốc là rụng cả hoa cả lộc lon ngay. Nếu tưới nhiều là những cây mà nó già, nó yếu là rụng hết sạch lá. Cắt lá làm hỏng cây mà lá non xong. Cứ phải làm sao nó xuống từ từ thôi. Đúng rồi, đúng là cái bài của em đấy. Từ từ thôi. Còn nếu mà mình cho nhanh nhá thì cái lá non ấy gặp nắng bay hơi rất nhanh. Vâng. Nó không như cái lá già mà cái lá non hất hơi là nó sẽ bị rụng quả. Vâng. Khi mà nghiên cứu kênh của anh là tôi học được rất là nhiều. Hợp lý đúng không? Rất hợp lý. Thế là hôm qua em cũng quay có một số các bác gọi điện đến nhưng em không ra vườn được. Hôm nay em đang định ra vườn thì bác xuống đấy, em cầm máy sẵn rồi để chia sẻ cái công này. Thì bác đặt câu hỏi cho bà con cũng là thay muốn là để học hỏi kinh nghiệm của anh cũng hay nữa, mình cũng biết chia để mà chia sẻ bà con. Để đỡ mất mùa. Để đỡ mất mùa. Mình chẳng mất cái gì đúng không? Tiếc lắm, bây giờ điểm là mình chăm cả một năm, bao công sức. Mà đến bây giờ hoa ra rồi xong chút hết thì chẳng còn gì nữa. Bác cho số điện thoại của bác đi để có ai giao lưu với bác hoặc là cuối năm biết đâu có người ta mua bưởi chẳng hạn, vì có người xem thích mua bưởi. Em thích như thế tức là để có thể thúc đẩy bà con bán hàng càng tốt. Bác cứ đọc đi nếu tôi đâu. Là Nguyễn Đình Thường, số điện thoại của tôi là 0972254460. Tôi nghiên cứu về cây bưởi cũng phải độ tầm 16-17 năm rồi. Nhưng mà vẫn học hỏi nhiều. Mỗi người có một cái kinh nghiệm riêng. Đúng rồi. Mỗi người có một cái đúc kết thực tiễn. Cho nên là chúng ta học hỏi nhau, trao đổi với nhau. Để giúp chúng nhau là đều không mất mùa. Đấy. Đỡ công sức của bà con vất vả lắm. Đấy, mình thấy thương chứ nhỉ? Thương. Mình là nông dân mà. Thế là giờ mình mất mà mình thấy xót ruột bà con thế thôi. Cho nên là cảm ơn bác. Tôi báo cáo với chú là tôi có nương hưu. Vâng. Đấy, nhưng mà điểm là bà con không có lương hưu mà mất mùa thì chết. Bà con rồi. Tôi mất mùa tôi bác là chết là giáo viên về hưu nhỉ? Tôi giáo viên về hưu. Mà tôi đam mê vườn lắm. Thế là tốt quá bác. Thế là năm mới chúc bác và bà con năm mới mạnh khỏe. Bác chúc bà con năm mới. Chúc bà con một năm mới là luôn luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Đồng thời làm sao để coi như là đạt được cái bội thu trong năm nay. Cảm ơn. Chào bà con. Vâng, thay mặt cảm ơn bác. Cảm ơn bác. Chào bác. Xin chào bà con nhé. Các bạn thấy hay thì nhớ đăng ký ủng hộ kênh Đức Nhân TV để Đức Nhân TV có những cái video cập nhật để kịp thời vụ, để các bạn có những cái để chúng ta tham khảo và chúng ta tư duy các bạn nhé. Tất cả những cái video Đức Nhân TV đưa lên thì các bạn cũng là làm sao tư duy từng vườn, chứ không phải là mình bón cái gì các bạn bón theo hay mình phun cái gì bạn phun theo. Mà chúng ta để nghiên cứu nó các bạn nhé, để cho nó thích hợp từng cây từng vườn. Ví dụ cây bưởi già, cây bưởi đang khỏe chúng ta có thể giảm bớt thức ăn không chẳng hạn. Cây bưởi yếu chúng ta phải bổ sung thì cho nó thực tế các bạn nhé. Các bạn thấy hay nhớ đừng ủng hộ kênh YouTube các bạn có gì thì chia sẻ, cái số điện thoại của mình là 0973380995 các bạn nhé. Và các số điện thoại của bác Thường rồi. Tất cả những người đến nhà mình cũng như là mình đi quay một số nhà vườn thì mình đều xin số điện thoại của mọi người để chúng ta cùng tư duy học hỏi lẫn nhau và chia sẻ kinh nghiệm với nhau để thành công. Một nữa xin chào các bạn và gặp lại video sau. Xin chào.